Vai. Sim, vai. Tá bem, sim. Tá bom. Sim. Vai. Vou levar, vai tudo bem. Người nói chung là người đứng đầu của bản nên là anh em mình phải chú tâm quan tâm đến bác hơn một chút nha các bạn. Đây xe mình để ở bên dưới. Ok, no, chào bạn. Chào mừng các bạn đến với channel Đông Anh Hùng Vlog, cuộc sống tại châu Phi. Và đầu video, mình xin các bạn hãy cho mình một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Đông Anh Hùng Vlog, cuộc sống tại châu Phi để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng như giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên miền núi châu Phi nha các bạn. Thì như hôm qua anh em mình đã làm ở trên nông nghiệp đây thì bác trưởng thôn bác bị đau chân nha các bạn, bị không biết là bị làm sao đấy. Mình cũng chưa rõ đâu. Thì mình thấy là bác bị chân, bác bị sưng rất là đau. Thì tối hôm qua là thứ bảy, Mateo cũng xin về mấy bác đấy nha các bạn. Thì hôm qua cũng làm xích đu cho các em, mình thấy khuôn mặt của Mateo biểu hiện rất là buồn vì người bên này chẳng hạn có cái chuyện gì trong gia đình này thì họ kiểu họ không muốn nói sao đó các bạn. Thì mình thấy khuôn mặt mình cũng hỏi Mateo nói mình là cho Mateo mượn tiền để mai Mateo đưa bố đi khám bệnh nghe, khám chân không biết bị làm sao. Thì mình cũng hứa với Mateo là sáng nay mình sẽ lên đưa bác đi khám bệnh nha các bạn, và cũng như để bác sĩ kiểm tra, chứ mình thì cũng không biết như thế nào. Thì Mateo tối hôm qua là xin về với bác ấy. Thì bây giờ là anh em mình lên là mình sẽ hỏi xem tình hình bác ấy đỡ chưa, nếu mà chưa đỡ thì mình có thể mình đưa bác xuống thị trấn cũng như khám bệnh và lấy thuốc nha các bạn. Thì bây giờ mình vào trong nhà, không biết hai bố con đi đâu, người nhà vắng này. Bom dia, pai. Bom dia, filho. Vai, vai, chega aí. Vai, tá muito do dentro? Sim, filho. Vai, vai. Sim. Aqui. Aqui. Outro. Aqui. Também aqui. E aqui. Tá bem. Sim. Aqui também. Aqui também. Aqui. Oh. Aqui. Aqui. Chân bị sưng to lắm các bạn. Ừ. Chết rồi. Ông vừa tiền tiền này kì. Tiền này, xong. Ông vừa tụi đuôi em vừa lên nó mới lên. Mua tụi đuôi em. Sì. Hạt đôi mua tụi. Ôi ôi. Anh em mình Mateo đang bàn à. Để kiếm cho bác lấy vợ cho bác, nhưng mà như này đau chân mình cứ làm sao được vợ Mateo. Ê, nó có cho được cái giam mèn tụi bác kìa. Mẹ mới tự đốt. Mẹ mới tự đốt. Mẹ mới tự đốt. Aki, ừ, đến thảo về. Ôi dồi ôi. Aki. Ôi dồi. À, chân mày này nhỏ này. Aki. Chân mày này to này các bạn. Ê. Aki mua được gà ràng này. Sì, y phà la mơ sì. Cái đôi mua được. Sì, đôi bày. À, ui chân mày này to lắm các bạn. Cái này như kiểu khớp rồi. Aqui dois? Sim. Aqui não? Aí também, olha. É? Sim. É. Yeah, tipo um... Nhun? Aqui não. Aqui não, aqui só dele. Aqui não? Aqui só aqui. Aqui. Pedaço. Yeah. E veja daqui, corta não. Tá bom. Sim. Agora vai. Sim. Agora eu... Quando o Mateo vai... Vai, Mateo. Sim. Vai, né? Vai no Tunda. Vai, okay. Do tá aí, né? Quero ver, vai. Sim, sim. Tá bom? Tá muito bom. Sim, sim. Thì hình như... Từ mấy video trước mình cũng đến thăm gia đình bác ấy rồi, thì mình cũng đã nói trên video. Thì mình tính mình luôn giữ lời hứa nha các bạn. Thì mình đã nói là mình luôn chú ý đến bác trưởng thôn hơn một chút, vì bác là trưởng, gọi là trưởng thôn cũng như là trưởng trưởng bản ấy, thì người đứng đầu, và công việc của bác đấy cũng làm rất là nhiều đấy các bạn, và hoàn cảnh cũng là khó khăn. Nên là mình hay chú ý đến bác. Thì hôm qua mình thấy là chân đi là rất là khó khăn, nên mình cũng bảo bác là nghỉ này chỉ là hướng dẫn người dân làm thôi. Không biết là hôm nay nọ hay là bữa trước là lội xuống ruộng có nước vì khớp thì không biết, nhưng bây giờ mình sẽ đưa bác ấy đi lên thị trấn để khám bệnh.
A bảy. Sì. Allora tu ta do ca giọt ba. Camisa ta bảy. Ta bảy. Ta bảy. Ta bảy. Ta bảy. Ta bảy. Thì mình cũng đã nói với bác là đi thay quần áo nha các bạn. Thì để mình đưa bác lên thị trấn khám bệnh. Thì bây giờ mình cũng đọc rất nhiều bình luận, cũng rất nhiều bạn quan tâm đến mình cũng như hỏi là bữa trước mình chiết tranh như thế nào rồi nhé các bạn. Thì bây giờ tranh thủ chờ bác thay quần áo thì mình sẽ ra review cho các bạn xem cái cảnh tranh mình chiết bữa trước đến hôm nay thế nào rồi nhé các bạn. Không biết là ra dễ chứ hay là chết hết rồi, đúng không biết. Ở bên này là như ở Việt Nam mình là họ chiết là như kiểu mùa xuân hay là mùa nó mát đây, mà khí hậu Việt Nam mình mát đấy các bạn. Nhưng ở bên đây mùa nắng nên mình phải chế cái chai nước đấy. Mình nói bác trưởng thôn là buổi sáng là tưới một chút này. Và bữa trước mình cũng buộc lá này, buộc lá chuối này cho nó khỏi ánh nắng nó dọi vào ấy. Thì cái bầu nó khỏi bị khô đây. Thì mình nghĩ là nó sẽ ra nước. Để mình kiểm tra này. Chắc là chưa. Chưa là dễ các bạn, mông thì mình mới chiết. Nói chung cái bầu cũng ẩm lắm, mình cũng không dám động mà nhiều đâu. Mình nói các bác này, không động mà nhiều, sợ động mà nhiều nó hỏng ấy. Nó lay bầu, nó dễ này. Đây, mình phủ cái này nó rất là mát này. Để cho nó nhanh là dễ các bạn. Thì bây giờ mình review qua cho các bạn xem, nói chung là vẫn còn ổn. Cành không thể chết được đâu. Chỉ quan trọng là nó ra dễ chậm hay nhanh thôi. Vì là thời tiết này nóng lắm, nó không mát như ở Việt Nam mình ấy. Nên là chắc là ra hơi chậm một chút nha các bạn. Rồi bây giờ vào xem bác thay quần áo xong chưa, để anh em mình đưa bác lên thị trấn. Không cứ tí đưa đi, có phở bò, nó phở bò. Bác cũng đã thay xong quần áo rồi nha các bạn. Thì bây giờ mình sẽ chở bác xuống thị trấn để khám bệnh cũng như lấy thuốc nha các bạn. Thì hy vọng là cái bệnh nó đơn giản thôi, thì cho bác đỡ phải lo nhé các bạn. Đi bảy giáng. Đi bảy bảy xin cả bạn. Cái gì? Bảy nó tụt rồi. Cái gì? Phải sao bắt đầu vậy? Cái gì? Ngày chân đạo đau thế này thì cưới vợ làm sao được? Đổi bên. Nô da ca da men. Nô da. Nô da. Sợ đổ khóa này. Nó trộm cái này về cả nhà cũng đi cũng về. Cẩn thận không? Cẩn thận. Bác cẩn thận lắm mọi người. Ổ khóa là quấn rẻ. Vậy. Đây. Tao về phi. Tao không? Ừ. Vậy. 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 Người nói chung là người đứng đầu của bản nên là anh em mình phải chú tâm như quan tâm đến bác hơn một chút nha các bạn. Để xem mình để ở bên dưới. Đấy, bác xuống. Đây là mình cũng đã đưa chờ quan bác trưởng thôn lên đến thị trấn rồi nha các bạn. Hiệu thuốc có bác sĩ ở trên kia nhé. Hôm nay là chủ nhật, không biết có bác sĩ có làm việc không. Bác Teo chào các bạn. À, chào các bạn. Chào các bạn. Đây là hoa bê tan. Phòng mỏng khám nhé các bạn. Có bác sĩ ở bên trong. Để mình và mình hỏi xem bác sĩ họ có cho quay ở trong không nhé các bạn. Để xin phép lắm trước khi họ quay. Quân Điệp ạ. Đây là đây. 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 Đ
Em nói chung là bác sĩ đã cũng cho quay được nha các bạn. Alo, Matteo Van Nava về. Buen día, pues. Buen día, Pani. Mắt tay bay. Bé cùng một đồng lén. Bố đây là cái này. Cái con mà đang vô cùng làm cái này. Bác phải dên được. Chế chí. Sẽ quý ạ, nó là bộ làm gì hơn. Bác là nó về, ở bó sĩ dên được. Mà nó có cái này. Cái là vô cùng đồng đồng đồng. Cái gì đó là người sĩ ta thì nó cũng được. Nhưng mà nó có làm gì xem được sao. Cái gì lên đó cho. Cũng là bác là gì dễ sĩ. Thế cái xem được là bác là gì chất sao. Bác là bác là bác là gì. Bác là 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 Quando poi gioco a fare il massimo, c'è tu la lingua lì? Oggi è in bravo. Oggi. Nói chung là các bạn ạ, nói chung là bác trưởng thôn thì nói bệnh này như kiểu là nói bệnh như thế nào, đau như nào này, thì bác sĩ là đang lấy thuốc nha các bạn. Ê đi cùng ê đôi à, chỗ này như kiểu thuốc khớp này. Thuốc khớp này kiểu thế này là chắc là bị đau khớp này, mình nghe thì mình hiểu được thì bác nói những kiểu nó đau ở trên bả vai này, không đau đầu gối này, không đau mắt cá chân nha các bạn. Người nào khám là được ưu tiên vào trong này nha các bạn, còn là mọi người mua thuốc là đứng ở ngoài cách cái dây lên 1 mét này. Người được ưu tiên. Đâu tưởng, bố sẽ tôi được tôi đã có comment về bay ấy. Cái sao này bé bệnh cũng nên được, cái này bé bầu rất là nhiều loại thuốc các bạn, mình cũng không biết là thuốc nào, tí rồi mình sẽ nói bác sĩ là lấy cho mình có loại thuốc tốt nhất cũng như để cho bác uống cho nhanh khỏi nha các bạn, để còn rất là nhiều việc cần đến bác cũng như bác còn giúp đỡ rất là nhiều người nữa. Đây nha các bạn, đây nha các bạn, thì bác sĩ là cứ cũng rất là nhiều thuốc này, để đây là chủ yếu là thuốc xương khớp này. Mình nói thấy bác sĩ nói là mình như kiểu bác trưởng thôn là bị đau khớp đi, thì bác sĩ là lấy rất nhiều thuốc nha các bạn, thì để bác đang mình nó cũng nói bác là kê ra tờ giấy viết tờ giấy này uống giờ nào hay là uống như thế nào ấy, để bác trưởng thôn còn biết cách uống nha các bạn. Mình cũng nói vừa mình cũng dặn bác là lấy loại thuốc tốt nhất để cho bác uống cho làm sao cho bác nhanh khỏi, cũng như bên dưới còn rất nhiều người cần đến bác nha các bạn. Đăng ký biết là lấy tôi lên này đây là thuốc khớp này, còn đây là nhìn như kiểu là thuốc kháng sinh này các bạn, kiểu thuốc kháng sinh này 20mg này dioxin, đây là cái này là thuốc kháng sinh này. Mình nhỏ ăn thuốc kháng sinh này, thuốc khác này. Đây là thuốc gì đây cùng quên, mình cũng phải hỏi tiện nên đưa bác đi khám, mình cũng hỏi bác sĩ không có thuốc bổ không, bổ như kiểu bổ não ở Việt Nam mình đi để mua cho bác ít. Ê đô tổ bữa tiếp tên tiếp bộ của anh men tổ đất xa anh thì bè bông tên mua thuốc khoa sở ok một con rồi về
Ela foi, ela é essa aqui. Ah. Para ele, hein? Sim, para ele. Ela é essa aqui. Aí? Esse mesmo. À, mình muốn riêng cho bác cái thuốc bổ đó các bạn. Nhưng mà bác sĩ vào trong cái này nó có liệu trình của họ có hết rồi. Đây này, thuốc này, thuốc bổ này. Đây này, thuốc kháng sinh này. Có hết rồi nha các bạn. Bebê quanto dia, pai? Bebê quanto dia? Uma semana. Acho que vai beber assim, grande 7 dias. 7 dias? Esse aqui vai beber uma cápsula 3 vezes por dia, grande 7 dias. Aqui neurobidomidazina, uma cápsula 3 vezes por dia, durante 7 dias. Aqui neurobion, uma cápsula 2 vezes por dia. Este aqui, esse 2 comprimido, 2 vezes de manhã e de tarde. Đây là bác sĩ là đang bán một liệu trình là 7 ngày nha các bạn. Uống hết 7 ngày bác nói nếu mà không khỏi là lại quay lại đây lấy thuốc nào khỏi thì thôi. Hy vọng là khỏi đơn chẳng mình thấy ở bên này cái thuốc này mình nhìn thấy này. Cái đợt đỏ xương khớp này chắc là ok. Muito obrigado, mano. Oi. Tá bom. Yeah, yeah. Muito obrigado. Sim, tá bom. Tá bom. Ok nhé các bạn, thì mình cũng đang đưa bác trưởng thôn cùng như Mateo đưa hai cha con bác lên thị trấn mua thuốc rồi. Thì bác sĩ cũng kê đơn rồi cũng như lấy thuốc trước mắt thì lấy, bác sĩ nói là lấy một tuần cho bác ấy uống để xem có đỡ không nhá. Nếu mà không đỡ thì lại đưa bác lên khám lại nhé các bạn. Thì bây giờ thuốc thì cũng đã lấy rồi, bây giờ mấy khi trả bác lên thị trấn thì bây giờ mình muốn hỏi bác ấy xem là hai bố con muốn đi đâu dạo quanh thị trấn không, muốn mua cái gì không, thì mình có xe thì hiện nay là ngày nghỉ của mình, thì mình sẽ chở hai bố con đi vòng quanh thị trấn một vòng xem muốn mua cái gì không, thì mình sẽ giúp hai cha con đấy các bạn. Thì video hôm nay cũng xin được dừng lại tại đây. Các bạn thấy video hay, video ý nghĩa cho mình xin một like, một chia sẻ và đăng ký kênh Đông Bằng Núi Vlog Cuộc Sống Tại Châu Phi để ủng hộ mình có thêm nhiều động lực ra nhiều video hay cũng giúp đỡ nhiều hoàn cảnh khó khăn ở trên miền núi Châu Phi nhé các bạn. Chào bác ba. Alleluia. Bác này là người đau chân chắc là mệt nên là chào hơi nhỏ. Âu là ông đây vào. Ông sẽ xuống một phim nhiều quay. Vâng. Cái đầu con mà đây kìa. Con mà đây hả?